Thời gian gần đây thì khá là nhiều khách hàng quan tâm đến mẫu Toyota Camry, và ngày hôm nay thì Butterfun vô gầm cao mới về cho các bác một mẫu Camry màu vàng các phiên bản 2.0. Phiên bản 2.0 là phiên bản tiết kiệm nhất, nhiên liệu nhất so với tất cả các phiên bản Camry còn lại. Và ngày hôm nay thì chiếc Toyota Camry được sản xuất năm 2014 với phiên bản động cơ 2.0 phiên bản E hộp số tự động đang được bên em chào bán với mức giá khá là hợp lý. Chỉ hơn 400 triệu đồng cho một chiếc xe này thôi. Vậy bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe sang thuộc phân khúc sedan cỡ D đến từ thương hiệu Nhật Bản, thương hiệu nổi tiếng về độ bền, độ lành cũng như là độ giữ giá của xe, thì cũng cùng em thì hãy cùng em tham khảo chi tiết về phần ngoại nội thất của mẫu Camry 2014 này. Với thiết kế đơn giản, lịch lãm thì mẫu Toyota Camry của chúng ta được khá là nhiều khách hàng trung niên, đặc biệt là các bác lớn tuổi yêu thích bởi cái form dáng thiết kế vuông vức mạnh mẽ cũng như là cá tính của mẫu Toyota Camry đến từ thương hiệu Nhật Bản này. Hệ thống chiếu sáng của chiếc xe này của chúng ta thì đã lên được hệ thống chiếu sáng đèn bi gương cầu thủy tinh có tính năng tự động bật tắt vào các chi tiết đèn, cực kỳ là sáng trong. Các bác có thể quan sát rằng một mẫu xe 2014 trải qua sau 8 đến 9 năm sử dụng nhưng mà chất lượng xe còn cực kỳ tốt này. Chi tiết đèn gầm của chúng ta thì được ốp bọc chrome khá là sáng, hơn nữa là tăng tính bảo vệ cho cái phần đầu xe hơn rất là nhiều rồi. Mặt ca đăng thì rất là nhiều chi tiết mạ chrome mảnh trang trí cho cái phần mặt ca đăng của chúng ta, nối liền với logo Toyota tôn lên thương hiệu nổi bật trên cái phần đầu xe của chiếc Camry này. Các bác thấy rằng một mẫu xe phân khúc cỡ D thì chắc chắn kể cả cái form dáng bên ngoài là cái nội thất bên trong thì nó khá là rộng rãi cho chúng ta rồi. Đi sâu vào hệ thống chiếu sáng bên cánh lái thì các bác cũng quan sát này, các chi tiết đèn của xe cũng rất là đẹp, và các chi tiết đèn gầm phần đầu xe thì với các đường gân dập nổi dập chìm uốn lượn xuống phần mặt ca đăng càng tăng thêm độ hiện đại mạnh mẽ nam tính cho mẫu Camry này. Và đây là chi tiết mặt la răng bánh trước của chiếc xe, la răng đúc hợp kim nhôm và phanh ABS chống mưa cứng thì được trang bị trên chiếc xe này rồi. Và các chi tiết mặt la răng của chúng ta thì cũng khá là sáng bóng. Gương chiếu hậu chỉ cửa điện tích hợp xi nhan báo rẽ, và phần viền chân kính của chiếc Camry này cũng được trang bị viền kim loại chrome rất là sáng bóng. Về nội thất của chiếc Camry thì nổi bật với tông màu kem sáng, tăng thêm sự sang trọng và thoáng đãng cho chiếc xe này lên rất là nhiều. Một mẫu xe sang, và các chất liệu được trang bị trên chiếc Camry này của chúng ta là với những chất liệu cao cấp nên rất là bền lành theo thời gian. Sau nhiều năm sử dụng nhưng mà các chi tiết trên xe còn khá là sắc nét. Các chi tiết ghế này, đệm ghế, má ghế hay là lỗ thông hơi tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Một chất liệu ghế da rất là tốt. Trên vô lăng bọc da tích hợp các phím bấm tiện ích như là ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm trên âm lượng được trang bị trên chiếc xe này rồi. Hệ thống chiếu sáng này, gạt mưa được đặt ngay sau vô lăng của chiếc xe. Và xung quanh táp lô, táp ly hay là các bệ tí tay của chiếc xe thì chúng ta được trang bị thêm một số chi tiết ốp vân gỗ khá là cao cấp. Cửa gió điều hòa dễ dàng điều chỉnh và cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị tiêu chuẩn trên chiếc xe này rồi. Sau vô lăng thì chính là màn hình hiển thị đa thông tin của mẫu Camry này. Màn hình thì hiện tại thì em đang không bật đèn nổ nên các bác có thể quan sát qua một chút này. Các chi tiết trên xe cũng rất là sắc nét. Ngoài ra thì chủ nhân cũ đã lên cho chiếc Camry của chúng ta một cái màn hình giải trí Android cỡ lớn, tích hợp đầy đủ các tiện ích kèm theo như là FM, Bluetooth, radio hay định vị chỉ đường được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Màn hình này thì màn hình khá là cao cấp, có tích hợp SIM, các bác có thể sử dụng 4G trong quá trình sử dụng trên đường. Chìa khóa cơ này, điều hòa tự động hai vùng độc lập và các chi tiết phím bấm trên xe, các chi tiết mạ chrome còn rất là sáng các bác nhé. Màn hình thì rất là lớn, cửa gió điều hòa rất là dễ dàng điều chỉnh cho ngay cái vị trí trung tâm của chiếc xe. Gương chiếu hậu này, tấm rèm che nắng được tích hợp gương trang điểm cho quý khách hàng luôn. Kể đến cái phần chân nỉ của chúng ta cũng được trang bị với tông màu sáng, tăng lên cái sự thoáng đãng, cái sự thoải mái dễ chịu hơn trong cái không gian của mẫu Toyota Camry này. Và đây là chi tiết vị trí châm thuốc lá này, các chi tiết xung quanh của xe. Vị trí để ly để cốc thì chúng ta có thể ẩn sau cái nắp thì nó sạch sẽ hơn rất là nhiều so với nó nằm lộ thiên bên ngoài. Củ số gọn gàng này, và cổng sạc USB, cổng kết nối USB hay là cổng AUX, cổng sạc 12V thì chúng ta được đặt phía bên dưới, ngay cạnh bệ tì tay. Đây là bệ tì tay kiêm cốp đồ của chiếc Toyota Camry này. Các chi tiết trên xe còn khá là sắc nét. So với một
mẫu xe sedan cỡ D cùng phân khúc với những mẫu như là Kia K3 hay là Honda Accord và khá là nhiều mẫu xe khác, thì dòng Toyota không được trang bị nhiều tính năng option cao cấp, mà không được trang bị nhiều tính năng hiện đại. Nhưng mà với một mẫu Toyota Camry thì chúng ta sẽ được đẩy mạnh về tính bền, tính lành cũng như là tính sang trọng của những chiếc Camry, thì nó có một cái nét gì đó rất là riêng. Vì vậy nên các bác vẫn rất là thích mẫu Toyota Camry đây, và nó sang trọng hơn rất là nhiều so với những mẫu xe cùng phân khúc. Và đây là các chi tiết táp ly cánh cửa, các chi tiết ốc bản lề trên phần cột A của chiếc xe này. Táp ly thì vẫn hai tông màu chủ đạo là đen kem kết hợp, phím bấm ốp giả vân gỗ rất là sang trọng. Và các chi tiết phím bấm còn lại thì rất là sắc nét, không có dấu hiệu hao mòn hay bong chóc. Hệ thống âm thanh của xe này, vị trí để chai nước, để đồ cho phần táp ly cánh cửa. Ốc bọc của chúng ta thì cũng đã được trang bị đầy đủ rồi, để chống xước cho cái phần bậc lên xuống của chúng ta này. Tem mác của chiếc xe này này, Toyota Camry. Con này được trang bị động cơ mới, động cơ VVT-i nên rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa rồi. Các chi tiết con ốc trên phần cột B của chiếc xe không có dấu hiệu cậy mở các bác nhá. Tiếp theo cho phần nội thất phía sau thì hàng ghế phía sau của chúng ta cũng được trang bị cửa gió điều hòa đầy đủ rồi. Nót sàn cũng được trang bị đầy đủ trên chiếc Toyota Camry này rồi. Và đây là vị trí túi để đồ cho hàng ghế phía sau. Hiện tại thì con này em đang chào bán với mức giá chỉ có 450 triệu đồng thôi. Và các chi tiết phần ghế da và phía sau của chiếc xe này, các bác thể quan sát này, ghế còn rất là đẹp, ba tựa đầu ở cả ba vị trí ghế, và cái độ nghiêng của chiếc xe này nó vừa phải, chúng ta rất là thoải mái trong một chuyến hành trình dài với chiếc Camry phiên bản 2.0. Phiên bản 2.0 là cái phiên bản tiết kiệm nhiên liệu nhất rồi, nó chỉ ăn đâu đó vào khoảng 7 đến 8 lít trong 100 km thôi. Và đây là phần cột B của chiếc xe này. Táp ly cánh cửa còn rất là đẹp, gần như là không có một vết xước. Những mẫu xe này thì chủ nhân cũ thường thường là những người như là nó sẽ là những giám đốc hay những trưởng phòng. Vì vậy nên là chất xe của họ sẽ giữ gìn rất là tốt. Và đây là phần táp ly cánh cửa cho vị trí hàng ghế phía sau này. Quá là đẹp, quá là sắc nét cho các bác rồi. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em ở vị trí hàng ghế thứ hai. Các chi tiết con ốc cũng không có dấu hiệu keo cậy mở. Và keo chỉ của xe thì bên em cam kết cho các bác là zin 100%, không mất một phần keo chỉ nào. Cột C của chiếc xe các bác nhá, mặt la răng cho bánh sau này. Phanh ABS chống bó cứng của chúng ta thì sẽ được trang bị đầy đủ trên cả 4 bánh rồi. Và con này thì được trang bị một bộ la răng 16 inch hòa hợp với tổng thể thân xe. Form dáng phía sau của chiếc xe này thì rất là nổi bật với cặp đèn hậu, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cam lùi, cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị đầy đủ trên mẫu Toyota Camry này rồi. Và nói thật thì là mẫu Camry thì nó khá là giữ giá. Nó khá là giữ giá so với tất cả các mẫu xe cùng phân khúc. Và sau một thời gian sử dụng mà nó có một chi tiết nào đó hao mòn thì các bác có thể tìm thay thế thiết bị linh kiện nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chi phí chúng ta phải bỏ ra thì nó khá là ít, ít hơn hẳn so với những chiếc xe khác. Chiếc Camry này của chúng ta thì có một cái khoang cốp khá là rộng rãi, có thể chứa vừa hai vali cỡ lớn. Này các bác có thể thấy rằng là cái khoang cốp này cũng rất là sạch sẽ, từ đến cái phần nỉ xung quanh đến các chất liệu bằng kim loại thì cũng không hề có dấu hiệu rỉ sét. Các chi tiết trên xe này, nếu như chúng ta muốn tăng thêm diện tích khoang chứa đồ thì hàng ghế thứ hai của chiếc xe chúng ta có thể gặp lại theo tỷ lệ 6-4. Phía bên dưới là vị trí chứa lốp sơ cua cũng như là bộ dụng cụ sửa chữa. Các bác có thể thấy rằng là khoang chứa lốp sơ cua quá là mới, quá là sạch sẽ rồi. Và một chiếc lốp sơ cua rất là mới, từ đến bánh cho đến phần la răng. Kể cả cái khoang chứa lốp sơ cua của chúng ta cũng không hề có dấu hiệu rỉ sét, rất là mới các bác nhá. Chi tiết các phần nắp này cũng như là phần nỉ phía bên trên của chiếc xe còn cực kỳ là chất lượng. Tiếp theo cho vị trí mặt la răng bánh sau của bên phụ này. Các bác thấy rằng mặt la răng rất là mới, có một chút xước sát nhưng mà không đáng kể đâu. Chất lượng cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe cũng như là thẩm mỹ của xe. Tiếp theo là vị trí nội thất phía sau này. Các bác thấy rằng là một mẫu xe trải qua sau 9 đến 10 năm sử dụng, nhưng mọi người có thể thấy rằng là phần ghế cũng như là phần chất lượng nội thất của chiếc xe này nó quá là tuyệt vời rồi. Những mẫu xe của Toyota thì bao giờ nó cũng bền hơn hẳn. Nó vẫn là nổi tiếng và bền lành của một mẫu xe Nhật Bản. Mặc dù option thì chắc chắn là sẽ thua kém so với những mẫu xe Hàn rồi, nhưng mà về chất lượng cũng như độ bền và độ giữ giá thì không có một mẫu xe nào có thể sánh ngang được với phân khúc D với chiếc Toyota Camry này. Và đây là các chi tiết ở phần cột B của chiếc xe này. Phần táp ly cánh cửa
quá là sắc nét cho chúng ta. Không có một cái vết xước nào chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tay nắm cửa thì được sơn cùng màu với thân xe này. Vị trí để chai nước của chiếc xe này, các bác thấy rằng là các chi tiết trên xe còn quá là đẹp. Và cái mức giá bây giờ chúng ta tiếp cận nó cũng rất là dễ. Có 450 triệu đồng thôi là các bác có thể mua được một mẫu xe cao cấp sang trọng như thế này. Và đây là phần ghế phụ của mẫu Camry này. Chúng ta sẽ có một cái cốp đồ phía bên dưới này, chứa dụng cụ cá nhân hay là để sách báo này. Táp ly cánh cửa thì chúng ta vẫn thiết kế với tông màu chủ đạo đen kem và thêm một đường viền ốp vân gỗ rất là sang trọng, cửa gió điều hòa dễ dàng điều chỉnh. Và đây là chi tiết nội thất cho vị trí ghế phụ của chúng ta. Chất lượng cực kỳ tốt các bác nhá. Một cái tông màu chủ đạo của những mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota thì đa số đều được trang bị với tông nội kem và chất lượng thì rất là tốt này. Và đây là phần cột B của chiếc xe cũng như là các chi tiết con ốc không có dấu hiệu tháo dỡ hay cậy mở. Một mẫu xe sản xuất năm 2014 quá là tuyệt vời rồi. Chi tiết táp ly cánh cửa chiếc xe các bác nhá. Mặt la răng cuối cùng của chiếc xe cũng khá là sáng bóng cho các bác này. Mặt dàn lốp Michelin cực kỳ là chất lượng. Cuối cùng là cho đến cái phần khoang động cơ. Với khối động cơ 2.0 thì chúng ta sẽ được trang bị công nghệ mới, công nghệ VVTi của thương hiệu Toyota thì nó khá là tiết kiệm nhiên liệu. Và phiên bản 2.0 này của chúng ta lại là phiên bản tiết kiệm nhiên liệu nhất rồi. Các chi tiết con ốc trên xe thì bên em sẽ cam kết cho các bác này. Máy số zin, keo chỉ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích trong nước. Và sẽ có văn bản rõ ràng cho các bác về những vấn đề cam kết đó. Bao check test toàn quốc, test hãng, test thợ cho các bác với mẫu Toyota Camry 2014 này. Màu sơn đánh dấu nhà sản xuất các bác nhé. Tấm nỉ cách nhiệt phía bên nắp cabo này. Và các chi tiết keo chỉ xung quanh của xe. Và như vậy thì em đã tổng thể khái quát toàn bộ chiếc Camry 2014 màu vàng cát với mức giá chỉ hơn 400 triệu đồng này của bác Thư Phan. Nếu bác nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay qua số hotline 0964 834 834, hoặc các bác có thể qua trực tiếp 468 Nguyễn Lương Bằng để tham khảo chiếc Toyota Camry duy nhất nhà em vừa mới về được ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của bác Thư Phan vô gầm cao. Hẹn gặp lại mọi người tại clip giới thiệu xe tiếp theo.